Đây là các đoàn xe bắt đầu vào sân bay để đón bà con, hơn 230 bà con của Nghệ An về tới sân bay Vinh. Các hành khách đã hạ cánh an toàn và lần lượt được xe khách sắp xếp lên xe giường nằm đón về khu cách ly khách sạn tại thị xã Cửa Lò. Xe ô tô bắt đầu tiến vào.